Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Cho mình hỏi hiện tại các bạn đang chạy xe gì? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của những dòng xe máy, ô tô, xe đạp dường như ngày càng bị thất sủng do những hạn chế về chức năng của mình. Mặc dù vậy, các nhà chế tạo xe đạp vẫn không bỏ cuộc khi cố gắng tạo ra những chiếc xe đạp khác biệt cả về ngoại hình và chức năng. Khi kết hợp nhiều yếu tố độc đáo, tạo nên một sản phẩm có thể khiến bạn vứt bỏ xe máy và cũng chẳng cần ô tô. Muốn biết những chiếc xe đạp này trông như thế nào, các bạn hãy cùng Thế Giới Hôm Nay khám phá video chiến phát minh xe đạp đỉnh cao khiến bạn vứt bỏ xe máy. 9. Popeye. Là con lai giữa xe ô tô và xe đạp, Popeye có tới 4 bánh và có cả khung xe giống như một chiếc ô tô thu gọn. Đây là một sản phẩm hiện đại đến từ Na Uy. Nó gây ấn tượng cả về ngoại hình và chức năng. Việc kết hợp những ưu điểm giữa xe đạp điện với xe 4 bánh và không gian thân xe giúp bảo vệ bạn khỏi thời tiết xấu, dù gió hay mưa thì cũng không cần gì phải lo. Ngoài ra, Popeye còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, không khác gì những chiếc ô tô, nên bạn có thể hoàn toàn an tâm về mức độ an toàn khi sử dụng xe vào ban đêm. Còn nếu bạn đang phân vân rằng nó sẽ chẳng thể chuyên chở được gì do có thiết kế khá nhỏ, thì bạn chỉ cần kéo ghế ngồi lên, phía sau sẽ có một khoảng không gian trống để bạn có thể chứa được những hàng hóa cần vận chuyển. Và để sở hữu được chiếc xe đạp điện tuyệt vời này, bạn phải bỏ ra khoảng 6.500 đô, khoảng 150 triệu đồng. Mức giá cũng không hề rẻ với phần đông chúng ta đúng không nào? 8. Northern Light Motor. Nếu đã chán ngấy với những chiếc xe đạp điện mà bạn phải trườn mặt ra đường hứng gió bụi, thì hãy dành dùm tiền để tậu cho mình chiếc xe đạp lai ô tô điện có tên gọi Northern Light Motor. Trong nó chẳng khác nào một cỗ máy đến từ tương lai với thiết kế 3 bánh của xe đạp. Nhưng thân xe thì lại gây ấn tượng trong hình dáng như một cái kén bọc kín. Điều này giúp giữ an toàn cho bạn trong khi lái xe, cũng như tránh những yếu tố thời tiết. Điều đặc biệt là nó có thể vận hành ở bất kỳ mặt đường nào, từ bàn phẳng đến gồ ghề, đảm bảo mang đến cho bạn một chuyến đi hoàn hảo mà còn bảo vệ được môi trường. Northern Light Motor được thiết kế với 3 dòng sản phẩm, có giá từ 4.000 đến 6.000 đô, tương đương từ 92 triệu đến 138 triệu đồng. Trong đó mẫu 428 được hỗ trợ bàn đạp, mẫu 557 được hỗ trợ bàn đạp bằng pin và dòng sản phẩm 630 sẽ chạy hoàn toàn bằng điện. 7. Biohybrid. Đạp xe này ra đường, chắc hẳn ai nấy cũng ngắm nhìn các bạn nhỉ? Biohybrid là mẫu xe đạp điện 4 bánh hiện đại, thân thiện với môi trường mà chắc là ai cũng muốn có. Ở phiên bản đầu tiên, xe chỉ có một chỗ ngồi và được trang bị bàn đạp cùng hệ thống hỗ trợ người sử dụng. Ở bản mới nhất 2022, xe được nâng cấp chắc chắn với diện tích lớn hơn tùy vào mục đích sử dụng. Và trong nó pro hơn nhiều cả về thiết kế và trang thiết bị. Biohybrid có hai phiên bản. Ở phiên bản cổ điển, bạn có thể chở thêm một người và một ít hàng hóa ở phía sau. Đối với phiên bản dịch vụ, trông nó như một chiếc ô tô bán tải. Bạn có thể chở rất nhiều thứ và nó phù hợp cho bạn làm nghề shipper. Điều quan trọng là cả hai phiên bản xe đều được trang bị kết nối Wi-Fi, GPS, Bluetooth tân tiến. Do vậy mà chiếc xe đạp 4 bánh này có giá lên đến 13.500 đô, tương đương hơn 310 triệu đồng. Với số tiền này thì liệu bạn sẽ sắm ô tô hay mua chiếc xe đạp điện Biohybrid? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé! 6. ConvertCycle Bike. Nếu bạn là người đam mê phượt thì chiếc xe đạp này sẽ không làm bạn thất vọng. Bởi chỉ cần chọn chế độ bạn muốn và chiếc xe sẽ biến hình trong vòng một nốt nhạc, biến thành một chủng loại xe đạp hoàn toàn mới. Ở trạng thái gặp lại, ConvertCycle không khác gì một chiếc xe đạp thông thường. Nhưng khi bạn cần chở theo đồ vật hay một người nào đó trong chuyến hành trình của mình, chỉ cần nâng xe lên và mở bánh sau ra, bạn sẽ có thêm một vị trí mới để trải nghiệm hết sức độc đáo. Ở những không gian hẹp, bạn có thể thu gọn xe lại, thậm chí có thể mang lên tận nhà chung cư hoặc ga tàu ngầm vì trọng lượng xe rất nhẹ. Mức giá dành cho chiếc xe đạp siêu tiện lợi này khoảng 1.099 euro, tương đương 29 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Phiên bản xe điện có giá 1.399 euro, khoảng 37 triệu đồng. 5. Armadillo Cargo Bike. Trong khi chúng ta vẫn nghĩ xe đạp chỉ có thể chở được người và một ít hàng hóa trọng lượng nhẹ, thì hãng Velox của Thụy Điển đã cho ra đời một chiếc xe đạp chở hàng bằng pin nhiên liệu với phạm vi hoạt động lên tới 300 km.
Chiếc xe đạp mang tên Armadillo Cargo Bike sẽ khiến bạn phải xem lại nhận định của mình về những chiếc xe đạp thế hệ mới. Mặc dù là xe đạp, nhưng Velop Armadillo là một chiếc xe đạp chở hàng công suất lớn và nhanh nhẹn hơn chúng ta tưởng. Xe có chiều rộng 86cm và chiều dài hơn 3m, có thể chở được trọng lượng lên tới 350kg. Mặc dù tải nặng, nhờ vào động cơ chạy bằng hydro, giúp bạn đạp rất nhẹ nhàng và đơn giản như đang giỡn. Với kích thước nhỏ gọn và hoạt động hiệu quả, Armadillo Cargo Bike là chiếc xe đạp đáng mơ ước của nhiều người. Còn bạn, bạn có thích không? Bốn, Street Cargo Trike. Street Cargo Trike là một chiếc xe đạp điện đến từ đất nước Nhật Bản với thiết kế hơi bị đỉnh và độc lạ. Trước nó là chiếc xe đạp ba bánh khá linh hoạt và thứ hai là khu vực dùng để chở hàng hóa được thiết kế lạ mắt. Bên trong một khung sắt với đường vòng cao có thể lắp đến hai bệ chở hàng tháo rời, nhờ đó mà tăng gấp đôi tải trọng. Dù có kích thước nhỏ gọn, nhưng xe có thể chở tối đa trọng lượng lên đến 60kg. Do vậy, với chiếc xe đạp này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về những hành lý hay đồ vật mà mình cần vận chuyển, vì Street Cargo Trike phù hợp với những con đường và lối đi chật hẹp của thành phố. Ngoài ra thì với nguồn pin 374W được gắn chắc chắn vào ống lái, cung cấp phạm vi hoạt động cho xe lên đến 120km. Để có thể trải nghiệm chiếc xe đạp có 102 này, bạn phải bỏ ra đến 2.975 đô, tương đương hơn 68 triệu đồng. 3. Fulton Automotive. Đây cũng là siêu xe SLS AMG, nhưng mà nó lạ lắm. Thực tế thì đây là một chiếc xe đạp được thiết kế ẩn thân trong hình hài siêu xe đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes. Nó được chủ nhân kênh YouTube Fulton Automotive tạo ra. Từ việc kết hợp giữa động cơ xe chạy bằng cơm và ngoại hình của siêu xe mà bao người mơ ước, ngoại trừ ngoại thất thì chiếc xe đạp hoàn toàn đúng nghĩa là đạp bằng chân, mà không có bất kỳ sự hỗ trợ của động cơ điện nào. Nếu vẫn chưa đủ tài chính để sắm Mercedes SLS AMG, thì các bạn có thể nghĩ đến việc đổi cho một siêu xe auto ngầu thế này từ một chiếc xe đạp. 2. Kinner Velomobil. Nếu bạn có đủ tài chính và cần tìm một chiếc xe đạp đắt đỏ để thể hiện sự sang chảnh của mình, thì đây là chiếc xe đạp dành cho bạn. Nó có giá khoảng 18.000 đô, tương đương 414 triệu đồng. Kinner 2022 là chiếc xe lai tạo giữa ô tô và xe đạp của một người thợ chế tạo đàn guitar và nghệ nhân Phần Lan. Xe có chiều dài 2,8 mét với khung gầm bằng chất liệu tổng hợp và bộ bánh xe đạp. Về mặt thiết kế, Kinner Velomobil được trang bị những vành xe đạp hẹp và nhẹ, nhưng phần lốp có thể được chuyển sang loại lớn hơn dành cho việc di chuyển ở dạng đường sỏi đá. Chiếc xe cũng được tích hợp một số tính năng bổ sung như kính chắn gió, gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng và đèn nháy. Xe có chiều rộng 1 mét và có đủ chỗ cho hai người trưởng thành. Để vào bên trong, bạn chỉ cần mở capo xe và thế là sẵn sàng cho một chuyến hành trình đầy thú vị. 1. Vimo. Ở bản cũ cách đây 5 năm, Vimo đã gây bất ngờ cho người tiêu dùng khi là một sản phẩm thân thiện với môi trường và được bán rất chạy. Vì người ta quá chán nản với cảnh ô tô thải quá nhiều khí carbon gây ô nhiễm môi trường. Khi ấy, Vimo đã chiếm được tình cảm của người sử dụng. Là một chiếc xe đạp ba bánh có thân xe ấn tượng, nhìn chẳng khác gì ô tô. Điều làm cho Vimo trở nên tuyệt vời bởi nó là một chiếc xe siêu nhẹ và thoải mái. Không yêu cầu bạn phải có bằng lái xe để vận hành nó. Tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng bàn đạp và ghi đông. Trọng lượng của chiếc xe là 120kg, nên khi bạn cảm thấy dùng sức đạp không nổi thì có thể sử dụng động cơ điện để hỗ trợ bạn đạp và giúp đạt được tốc độ lên đến 32km/h. Ngoài ra, xe còn được trang bị pin lithium giúp bạn đi được quãng đường khoảng 100km cho mỗi lần sạc. Chiếc xe đạp nào làm bạn ấn tượng nhất và nếu được sở hữu, bạn sẽ chọn chiếc xe đạp nào? Nhớ để lại câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!